Thưa quý vị và các bạn, vụ án bưu điện cầu voi biên bản mật bà Lê Thị Nga vào thăm Hồ Duy Hải tại trại giam công an tỉnh Long An. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc biên bản làm việc được đóng dấu mật hồi 8 giờ 15 phút ngày 21 tháng 12 năm 2014 tại trại giam công an tỉnh Long An. Chúng tôi gồm một bà Lê Thị Nga, đại biểu Quốc hội khóa 13, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, phó trưởng đoàn giám sát oan sai của Ban Thường vụ Quốc hội. Hai ông Đỗ Văn Đương, đại biểu Quốc hội khóa 13, ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Ba bà Quản Thị Ngọc Thảo, chuyên viên vụ tư pháp, người ghi biên bản. Bốn Phạm Nhân Hồ Duy Hải, sinh năm 1985, trú tại 129 gạch 39 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú ấp 1, xã Nhi Thành, huyện Thu Thừa, tỉnh Long An để làm rõ một số nội dung trong vụ án Hồ Duy Hải bị xét xử về tội giết người và cướp tài sản. Nội dung đại biểu Lê Thị Nga hỏi và Hồ Duy Hải đáp. Hỏi lâu nay Hải có gặp mẹ không? Đáp tôi có. Hỏi Hải có em gái không? Tên em gái anh là gì? Đáp em gái tôi tên Thủy. Hỏi Hải đã học gì tại thành phố Hồ Chí Minh? Đáp tôi học trung cấp nghề tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Lê Thị Nga giải thích cho phạm nhân Hồ Duy Hải biết chức năng và nhiệm vụ của Quốc hội. Trong quá trình giải quyết vụ án, bà Loan, bà Rưỡi luôn kêu an và gửi đơn lên Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị minh oan cho Hồ Duy Hải. Hỏi trạng thái sức khỏe của anh hôm nay như thế nào? Đáp tôi sức khỏe bình thường. Hỏi trước khi bị nhốt, anh đã học xong nghề hay chưa? Đáp tôi đã học xong trung cấp điện lạnh. Hỏi khi anh học ở đâu? Đáp tôi ở nhà với bà nội ở quận 5, nhà nội có bà nội và cháu là Hồ Tiến Lợi. Hỏi quá trình học có người yêu hay chưa? Đáp: Tôi có người yêu năm 2008 và có một số người cảm tình. Hỏi: Anh có nhiều bạn trai hay không? Đáp: Tôi có nhiều bạn như Hoàng Luân. Hỏi: Sở thích bình thường là gì? Đáp: Thích xem đá bóng, âm nhạc và thích chơi với những bạn trai vì hay xem đá bóng với nhau. Hỏi: Anh có thích cá độ bóng đá không? Đáp: Tôi thích. Hỏi: Việc cá độ bóng đá được thực hiện như thế nào? Đáp: Tôi liên hệ với chủ thầu và xem lịch thi đấu bóng đá trên báo. Hỏi ở Long An anh mua báo ở đâu? Đáp báo ở đâu cũng có sẵn. Hỏi trước khi đi học anh ở với ai? Đáp tôi ở với cậu gì? Tôi có gì hai? Dì Nguyền Thị Rưỡi, dì Nguyễn Thị Nô, mẹ Nguyễn Thị Loan, dì Út Nguyền Thị Len, cậu Nguyền Văn Song. Hỏi ai là người thương anh và gắn bó với anh nhất? Đáp tôi gắn bó với dì Út và cậu Tư vì mẹ tôi đi làm ở Đài Loan nên tôi ở với dì Út. Năm 2007 mẹ tôi mới về và có nhà mới. Hỏi ai là người hay cho anh tiền mỗi khi anh cần? Đáp, dì út cho tiền vì mẹ nhờ dì út chăm sóc. Dì út cho mỗi tháng 500 nghìn đồng. Ăn uống tại trường nghề thì ở nhà nội. Hỏi nếu anh thua cá đồ bóng đá thì lấy tiền đâu để trả? Đáp, dì út cho nhưng thường la tôi. Còn những người khác ít cho, dì rửa ít cho. Gia đình chỉ có dì út và cậu tư có điều kiện khá hơn. Hỏi buổi làm việc anh có đề nghị gì? Đáp, tôi đề nghị xem xét lại vụ án. Hỏi vì sao phải xem xét lại vụ án? Đáp vì tôi lừa nhận nên đề nghị xem xét lại hành vi. Vì khi đó tôi biết giết hai người sẽ mang tội nặng thôi, chứ không nghĩ sẽ bị tử hình. Hỏi vì sao anh lại nhận tội giết người? Đáp vì sau khi xảy ra vụ án, khoảng 2 tháng, cơ quan điều tra gọi lên làm việc. Tôi không nhớ rõ ngày đó đã làm gì ở đâu, thời gian lâu quá. Một số lời khai cần sáng minh không đúng như vậy. Khi sáng minh, những người xung quanh mình lại không nhớ rõ. Hỏi anh nhận tội như thế nào? Đáp trước khi nhận tội không có ai đánh đập. Tôi tự nhận và viết. Hỏi ngày 21 tháng 3 năm 2008, tại sao anh lại bị triệu tập lên cơ quan điều tra? Đáp vì ngày xảy ra vụ án, tôi có gọi điện vào máy bưu điện cổ voi và hỏi mua báo. Tôi gọi gặp Hồng, tôi quen biết hai cô từ năm 2007, tôi có quen vân trên xe buýt về quê. Hỏi anh gọi điện vào thời điểm nào? Đáp khoảng 6 giờ đến 7 giờ sáng, ngày 13 tháng 1 năm 2008. Hỏi hàng ngày anh thường mua báo bóng đá ở đâu? Đáp tôi mua ở thị trấn Thủ Thừa. Sau đó quen hai cô nên mua ở bưu điện Cầu Voi. Hỏi từ nhà lên hai chỗ mua báo, hai chỗ đó khoảng cách bao xa? Đáp từ nhà tôi lên chỗ mua báo Cầu Voi, 5 đến 6 cây số. Còn đến Thủ Thừa thì 3 đến 4 cây số. Hỏi anh hay mua vào ngày nào? Đáp tôi mua vào cuối tuần vì cuối tuần hay có giải ngoài hàng anh. Hỏi cơ quan điều tra hỏi làm việc từ ngày nào? Đáp: Ngày đầu tiên làm việc là chiều ngày 20 tháng 3 năm 2008, lên làm việc tại cơ quan điều tra tỉnh Long An. Tôi không nhận tội nên tra về. Tôi làm việc với điều tra viên Nguyễn Văn Minh. Ngày 20 tháng 3 năm 2008, tôi có viết một tờ, tôi tự viết. Tường trình về thời gian hôm đó tôi làm gì, chứ không nói về việc nhận tội. Hỏi: Ngày 21 tháng 3 năm 2008, anh làm việc tại cơ quan điều tra như thế nào? Đáp: Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2008 Tôi không nhận tội vì không giải thích được về thời gian nên khó khăn. Đến buổi chiều thì tôi nhận tội và từ viết bản từ nhận tội. Hỏi có ai ép anh nhận tội hay không? Đáp vì tôi thấy căng thẳng trước khi nhận tội. Không ai đánh tôi khi viết bản từ khai. Từ tôi viết không có ai đọc cho. Cán bộ điều tra chỉ nói có làm hay không thì khai lại sự việc. Hỏi anh thích xem phim gì? Đáp tôi thích xem phim tình cảm. Hỏi theo anh người đàn ông thì phải như thế nào? Đáp theo tôi nghĩ thì phải mạnh mẽ hỏi ở nhà anh có hay giúp việc gia đình hay không đáp tôi dọn dẹp từ giặt trụ lau nhà bằng cây lau hỏi xung quanh nhà anh có vườn hay không đáp có trên vườn có chuối đu đủ cây trứng cá hỏi nhà anh nấu ăn bằng gì đáp nhà tôi nấu ăn bằng bếp ga có rác lá cây để đốt hỏi điều tra viên có ép buộc anh nhìn tội hay không đáp điều tra viên nói tôi là người tình nghi và nói có làm thì viết hỏi anh có thường xuyên đến chỗ cô hồng và cô vân không đáp tôi có đến mua báo trong hồng đẹp hơn vân hỏi trong hai cô thì anh thích cô nào không đáp tôi chỉ coi họ là bạn không phải là người yêu hỏi anh có vào vòng tiếp khách bao giờ hay không đáp tôi không vào vì quầy có tấm kính nên không nhìn rõ tôi chưa vào phòng đó lần nào hỏi anh đến mua báo vào thời gian nào đáp tôi đến mua báo khoảng tầm sáng muộn thì đến trưa hôm đó tôi gọi điện thì gặp hồng nhưng hồng nói không có báo hỏi áp lực nào anh lại nhìn tội Đáp hôm đó tôi thua bóng đá hơn 20 triệu đồng nên bị áp lực. Hỏi còn áp lực nào khai không? Đáp gia đình không cho tiền nên phải lên thành phố ở một thời gian. Sau đó cơ quan điều tra gọi lên làm việc. Hỏi hôm xảy ra vụ việc anh có đưa tiền cho Vân đi mua trái cây hay không? Đáp đó chỉ là lời khai. Hỏi tại sao anh có thể viết bàn từ khai như vậy? Đáp tôi nghe người xung quanh nói. Và bàn Nguyễn Thanh Hải, công an viên xà Nhị Thành nói. Vào thời điểm sau ngày 13 tháng 1 năm 2008 một tháng, các thông tin Vân đi mua trái cây, giết người bằng việc dùng dao cắt cổ, nhận dây chuyền, sau đó tôi nối ghép thông tin để viết bàn từ khai. Hỏi khoảng thời gian xảy ra vụ án anh làm gì? Đáp tôi ở nhà. Hỏi thời gian đó đã trả 20 triệu đồng hay chưa? Đáp tôi chưa trả được. Hỏi ai là người anh nợ nhiều nhất? Không trả lời. Hỏi hậu quả việc nợ theo anh nếu không trả được thì anh sẽ bị làm gì? Đáp tôi sẽ bị đánh. Điều tra Minh không đánh và tôi tự viết ra bản từ khai Tôi không nhận tội thay cho ai cả Hỏi anh nhận tội để che giấu cho ai hay không Đáp tôi không che giấu cho ai cả Hỏi tại sao anh vẽ lại được bản ảnh hiện trường Đáp tôi vẽ đại Hỏi bản từ khai sao anh viết được diễn biến vụ án Đáp tôi tự nghĩ ra các diễn biến sau khi nghe mọi người nói Hỏi thời gian nào anh đi cầm cố điện thoại Đáp khi tôi cầm điện thoại có một người gọi điện Sau đó tôi cầm điện thoại thời gian đó mất khoảng gần 5 phút. Sau đó tôi đi đến quán, đưa tiền cho Dương, ghé qua góc phố. Hỏi đến mấy giờ thì anh về nhà, đáp tôi về nhà luôn và xem đá banh và không đi đâu nữa. Hỏi vậy tại sao trước đây anh cho rằng anh không lý giải được thời gian tối ngày 13 tháng 1 năm 2008. Anh nhìn tôi vậy tại sao hôm nay anh lại nhớ rất rõ. Đáp tôi khai tùm lum. Sau đây là đại biểu Đồ Văn Đương hỏi Hồ Duy Hải đáp. Hỏi khi anh viết bản từ khai có ai đánh anh hay không? đáp không có ai đánh tôi khi viết bản từ khai và về sơ đồ. sau khi nhìn tội tôi mới bị đánh. hỏi anh có được diện lại hiện trường hay không? đáp tôi có được diện lại. hỏi tại sao anh xin thôi quốc tịch Việt Nam? đáp tôi từ viết xin thôi quốc tịch Việt Nam. hỏi anh có đề nghị chết sớm không? đáp tôi có đề nghị chết sớm vì nhốt như thế này cực khổ lắm. hỏi anh thấy cô Hồng cô Vân ai đẹp hơn? đáp tôi thấy cô Hồng đẹp hơn. Hỏi anh có thích Hồng không? Đáp tôi không thích. Hỏi hôm nay anh có đề nghị gì không? Đáp tôi yêu cầu xem xét lại toàn diện vụ án, xem lại dấu vân tay. Hỏi lý do gì anh lại nhìn tội? Đáp lúc đó tôi cảm thấy tới đường cùng. Gia đình không giúp đỡ. Gia đình tôi nợ, sợ chồng về sẽ gây lộn nếu tôi không trả được tiền. Chỗ nào tôi cũng thấy là đường cùng, vì dì út cho nhiều lần rồi. Lên lần này không cho nữa, sợ những người thân không có điều kiện. Cuộc sống của tôi lúc đó chán nản. Hơn nửa tôi vào diện tình nghi giết người Mà không chứng minh được thời gian ngoại phạm Vì tinh thần bất ổn Nên khai một số chỗ bị lộn Tức là bị nhầm Cơ quan điều tra xác minh không có nên tôi nhận tội Hỏi tại sao anh lại viết trong bản từ khai Là xin lỗi cơ quan điều tra Đã làm mất nhiều thời gian điều tra Đáp vì cơ quan điều tra Đã mất hơn 2 tháng điều tra Hỏi anh khai bị đánh Thì bị đánh vào thời gian nào Đáp khi tôi khai về tài sản Tôi nói không biết nên bị đánh hỏi ai là người đánh anh đáp điều tra viên nguyễn công định hỏi điều tra viên đánh anh như thế nào đáp điều tra viên đánh vào hai đùi đi không nổi chỉ đánh khi điều tra viên hỏi về tài sản chủ yếu về tài sản còn những nội dung khác trong vụ án thì tôi không bị đánh hỏi tại sao anh lại khai việc đốt quần áo đáp tôi sợ bị đánh vì khi tôi không nhận lấy tài sản đã bị đánh nên điều tra viên hỏi quần áo mặc khi gây án tôi để đâu nên tôi khai đại Hỏi thời điểm lấy cho vào ngày 21 tháng 3 năm 2008 Là thời điểm anh chưa bị đánh Vậy anh giải thích tại sao lại mâu thuẫn Đáp Đáp tôi khai lộn Hỏi tại sao anh khai được một số nơi bán tài sản Khai đúng về tên cửa hiệu Đáp tôi đi qua nên biết Hỏi Theo anh nếu anh không giết Thì ai có thể là người gây án Đáp tôi nghĩ là người yêu của hai cô đó Hỏi hai ngày Ngày 20 đến ngày 21 tháng 3 năm 2008 Có bị đánh hay không có ai gợi ý cho anh hay không đáp trong hai ngày đó tôi không bị đánh cán bộ điều tra chỉ hỏi có biết sự việc đó hay không hỏi trong quá trình giam có khi nào anh xin thi hành án sớm hay không đáp có tôi buồn nên muốn thi hành án sớm hỏi điều kiện ở trại như thế nào đáp điều kiện ở trại tốt được xem báo hỏi anh có khi nào muốn từ từ không lý do gì lại làm như thế đáp tôi có một số lần muốn từ từ tôi buồn hỏi khi đi học mọi người trong gia đình có quan tâm đến anh hay không? Đáp nội ngoài hai bên cùng quan tâm. Hỏi ở chỗ chơi cá cược, có người nào không trả tiền mà bị đánh chết không? Đáp không. Hỏi tòa án xử anh có quan điểm thế nào? Đáp tôi cho rằng, bản án chưa thuyết phục, vì chỉ căn cứ vào lời khai mà không đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Hỏi anh có bị mớm cung không? Đáp không, tôi không bị mớm cung. Hỏi thời gian nào bị đánh? Đáp khoảng qua tháng 5, khi khai về phần tài sản không đúng nên bị đánh. Hỏi tại sao bản tự khai ngày 21 tháng 3 năm 2008 anh lại hối lỗi? Đáp: đáng lẽ ra phải sớm hơn. Hỏi tại sao anh lại có lời xin lỗi gia đình? Đáp: vì điều tra viên nói viết về gia đình thì thế nào, bị hại thì thế nào nên tôi tự viết ra. Hỏi anh có bị oan không? Đáp: có. Hỏi anh có giết người không? Đáp: tôi không giết người. Hỏi tại sao anh lại vẽ được sơ đồ? Đáp: do cơ quan điều tra hỏi, chỗ đó có bạn không? có cầu thang không sau đó tôi ghép vào hỏi anh có nhớ nở những ai trong vụ việc cá độ đá bóng hay không đáp tôi đã khai trong vụ án cá độ rồi hỏi sao anh lại biết về vụ án giết người có để lại dấu vân tay đáp do luật sư nói trước khi mở phiên tòa là có dấu vân tay luật sư nói nếu sự không đúng thì yêu cầu tòa xem xét lại hồ sơ luật sư nói dấu vân tay không đúng hỏi giả sử không có luật sư anh ra tòa anh có kêu an không đáp hồ duy hải im lặng một lúc sau đó trả lời tôi có thể quá trình điều tra tôi kêu oan nhưng điều tra viên không nói gì nếu tôi viết kêu oan thì điều tra viên cùng bỏ đi hỏi điều ân hận nhất của anh là gì đáp vì tôi lờ nhìn tội nếu biết là chết thì tôi không nhìn tội hỏi buổi làm việc hôm nay anh có thoải mái không đáp tôi thoải mái hỏi nhưng lời khai trong buổi làm việc anh có khai trung thực không đáp tôi khai trung thực hỏi anh có tự nguyện khai không đáp tôi tự nguyện Hỏi anh có bị ép buộc trong buổi làm việc này hay không? Đáp tôi không bị ép buộc. Hỏi sau khi cầm máy điện thoại, anh gặp ai? Đáp tôi gặp anh đang. Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản đã được đọc cho các bên nghe, công nhận đúng sự việc. Ký tên Hồ Duy Hải, người ghi biên bản, Quan Thị Ngọc Thảo. Đại biểu hỏi Lê Thị Nga, Đỗ Văn Đương. Xác nhận của trại tạm giam công an tỉnh Long An, Trung tá Nguyễn Hùng Giang. Kính thưa quý vị và các bạn vụ án hồ duy hải chấn động người phát hiện ra vụ án bưu điện cầu voi không ký tên trong hồ sơ vụ án anh phùng phùng hiếu bưu tá phát hiện ra thi thể hai nạn nhân tại bưu điện cầu voi đã lập tức trèo rào quay ra và báo công an anh vừa là bưu tá vừa là anh bà con của hai cô gái thông tin về anh phùng phùng hiếu trên báo chí xuất hiện rất nhiều nhưng dư như luận cứ băn khoăn rốt cuộc cánh cổng bưu điện sáng hôm đó mở hay đóng có khóa hay không vì sao Hồ Duy Hải lại trèo rào ra từ phía trước lấy xe và hồ sơ vụ án không hề nói Hồ Duy Hải sau khi lấy xe thì đóng cộng lại. Đến nay chúng tôi đã có bút lục lời khai của anh Hiếu, nhưng lời khai này được lấy sau khi cả hai cấp tòa đã tuyên hỷ án tử hình Hồ Duy Hải. Biên bản ghi nhận lời khai lập ngày 26 tháng 9 năm 2011 do ông Đỗ Xuân Tự, Phó vụ 3 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thực hiện. Anh Hiếu khai sáng hôm đó cánh cổng khép, anh phải dừng xe để mở cổng, đẩy xe vào sân và hồ sơ vụ án cho đến nay không có chi tiết nào nói Hồ Duy Hải sau khi dắt xe để ra ngoài thì quay lại để đóng cổng lại. Vì cánh cổng này có hai cánh cửa, muốn đóng lại phải kéo từ bên trong và xuống đẩy xe. Anh Hiếu khai, mấy ngày sau anh được lấy lời khai, nhưng không thấy ai kêu ký tên vào biên bản và cho về. Một vụ án chấn động, nhưng lời khai của anh Hiếu, người phát hiện ra thi thể đầu tiên, Chị Kim Tuyền, người khai nghe tiếng kêu ái ái lúc 20 giờ. Anh Long, người sau cùng nhìn thấy Vân còn sống. Anh Còi và anh Trí, hai người cuối cùng nhìn thấy nghi can để bị rút lời khai ra khỏi hồ sơ vụ án. Lời khai ban đầu rất quan trọng vì nó được lấy ngay từ khi vụ án xảy ra. Thế nhưng lời khai ban đầu của những người rất đáng tin cậy này đều bị rút ra. Mãi đến khi bắt hồ dư hại xong, các lời khai khác mới được thực hiện và có hiện tượng được uốn nắn cho khớp với hiện trường. Tuy nhiên, rất nhiều lời khai đã được chứng minh mà trớt quất. Vì muốn khép tội hồi duy hại cho thật vững vàng nên các lời khai bất lợi cho việc kết tội đều biến mất. Trải qua gần 13 năm nhưng bút lục này lần lượt xuất hiện để làm rõ vụ án. Xin cảm ơn các anh điều tra viên, kiểm sát viên và 2 trên 17 vị trong hội đồng thẩm phán đã tin tưởng anh em chúng tôi để tất cả chúng tôi cùng nhau đi đến. Nền tư pháp minh bạch, dù 17 vị thẩm phán đã đồng loạt giữa tay biểu quyết Hôm mùng 8 tháng 5, nhưng giờ đây đã có 2 trên 17 vị đã suy nghĩ lại và đã có động thái đúng đắn. Những người đang theo dõi vụ án Hồ Duy Hải ghi nhận sự hồi tâm của 2 trên 17 vị thẩm phán này. Vụ án này chắc chắn không ít người ở Long An biết rõ sự thật. Nhưng tại sao họ phải im lặng bấy lâu nay? Nhưng tại sao họ phải im lặng trong gần 13 năm qua? Và chắc chắn trong số đó có những người dây dứt vì lương tâm và trách nhiệm không hoàn thành. Chính vì vậy vụ án này phải liên đới tới những nhân vật VIP nằm trong bộ chính trị. Theo luật sư Trần Hồng Phong nói thêm, khoảng tháng 6 năm 2011, luật sư Trần Hồng Phong viết đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải trong đơn lấy theo thông tin trên báo Thanh Niên. Luật sư Trần Hồng Phong đặt câu hỏi, theo lời khai của Hồ Duy Hải, sau khi gây án lấy xe máy chạy về nhà, không hề khai đã khóa cổng, vậy thì tại sao sáng hôm sau, người bưu tá thấy hai cánh cổng khóa? Ngay sau khi nhận được đơn, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã vào xác minh và lấy lời khai của anh Phùng Phùng Hiếu như trên. Tháng 7 năm 2011, luật sư Trần Hồng Phong cùng bà Loan mẹ của Hồ Duy Hải đi ra Hà Nội kêu an cho Hồ Duy Hải. Khi đó lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có nói với luật sư cánh cổng chỉ khép chứ không khóa. Tháng 11 năm 2011, luật sư Trần Hồng Phong trực tiếp đến gặp anh Phùng Phùng Hiếu. Anh cho biết cánh cổng chỉ khép và sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra có mời anh lên lấy lời khai nhưng không cho ký vào biên bản trên cơ sở cánh cổng khép. Từ năm 2012, gia đình Hồ Duy Hải và luật sư Trần Hồng Phong trong đơn đều nêu lên nghi vấn Hồ Duy Hải không khép cánh cổng, vậy ai là người đã khép hai cánh cổng? Tại phiên tòa giám đốc thẩm và mới đây nhất là ngày 27 tháng 5 năm 2020 là lá đơn kiến nghị gửi công an tỉnh Long An và luật sư Trần Hồng Phong vẫn tiếp tục nêu vấn đề này tôi đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao bộ công an vào cuộc ngay điều tra khởi tố tội cố tình làm sai lịch hồ sơ bắt hết và bắt ngay điều tra viên viện kiểm sát tòa án sơ thẩm phúc thẩm thậm chí là giám đốc thẩm kể cả nguyễn hòa bình nếu có tội làm sai lịch hồ sơ vụ án cho các anh ấy vô tù ngay chấn chỉnh lại nền tư pháp nước ta cũng như tỉnh long an nói riêng thói ở đâu có thái độ ngầm khi xét xử ý ngầm như đang ở giai đoạn kháng án nên viện kiểm sát nhân dân tối cao không có giá trị đó là thái độ nương bi của ông Nguyễn Hòa Bình, cho vô tù như ông Thăng ông Vinh đấy, để biết thế nào là tù đầy. Lâu nay tòa án đỉnh cao của ta vẫn xử án theo kiểu nước đổ mắng suối, muốn nước chảy đi tới đâu là hướng mắng suối theo đó. Một nền tư pháp luôn dựng dưng đổ ụp mọi tội lỗi lên đầu dân đen theo luật pháp, nhưng lại sẵn sàng hướng về luật rừng nếu có liên quan đến lợi ích bè phái là một nền tư pháp mục nát và mãi vẫn không thể hay không thèm sửa chữa nền tư pháp ấy, chỉ có thể là một chính quyền mục nát. Tôi tin tưởng vụ án này sẽ được đưa ra ánh sáng. Ngoài việc cứu được một mạng người, nó còn cứu giúp lòng tin công lý của hàng triệu người Việt. Nó còn cứu giúp lòng triệu hàng tin người Việt. Danh sách của những kẻ làm giả dạ hồ sơ vụ án, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, cần được niêm yết công khai để nhân dân biết và xử lý. Vậy là hai trên 17 vị thẩm phán vẫn còn có lương tâm, có lẽ họ cũng bất đắc gì. Dù là trước đó họ đã sai, nhưng cũng rất mừng dù là ít ỏi, nhưng ít ra vẫn còn một chút hy vọng cho nền tư pháp Việt Nam. Vụ án Hồ Duy Hải các dấu hiệu bất thường khuất tất trong vụ án. Một không lấy lời khai của anh Phùng Phùng Hiếu, nhân viên bưu điện, người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án vào sáng hôm sau. Hai đã thu được mẫu máu tại hiện trường vụ án, nhưng đã không đưa đi giám định ngay mà để 4 tháng sau đó mới đi gửi giám định. Màu máu đã bị phân hủy không giám định được ADN hay dấu vân tay. Ba thời điểm Vân đi mua trái cây có bằng chứng khách quan là camera cây xăng cổ voi và lời khai của hai vợ chồng chỉ bán trái cây lấy ngay sau khi phát hiện án mạng nhưng lại căn cứ vào lời khai của Hồ Duy Hải và nhân chứng tuyển để xác định thời điểm đó là khoảng 20 giờ 30 phút. 4. Về việc phát hiện con dao ở vị trí bất thường tại hiện trường vụ án, nhưng lại cho đem đi tiêu hủy, người được hỏi ý kiến là một ông công an huyện và một công an xã làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường vụ án và có mặt từ đầu đến cuối quá trình khám nghiệm. Năm chấp nhận những lời khai vô lý không thể tin được của Hồ Duy Hải để kết tội Hồ Duy Hải. Ví dụ như khai muốn quan hệ với Hồng nên điều Vân đi mua trái cây, không được nên giết cả hai. 6. Hồ Duy Hải khai lúc Vân đi mua trái cây về thì đóng cửa lại. Trong khi Hải là khách vẫn ngồi nói chuyện với Hồng bên trong nhà, xe của Hải vẫn để ngoài sân. 7. Hồ Duy Hải khai phải về nhà đuổi xe cho dì Len đi chợ vào lúc 7 giờ tối chờ quê nào mở. 8. Hồ Duy Hải khai rắt dao ở bụng, ở vị trí mà không thể hành động, chạy nhảy, bê kéo người được. Khi thực nghiệm, điều tra viên phải cuốn dao để Hồ Duy Hải nhét vào trước bộ hạ, không cuốn thì toi chi mà. Còn nhiều vấn đề vi phạm tố tụng, các dấu hiệu bất thường khác mà kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chỉ ra nhưng phiên tòa giám đốc thẩm không làm rõ. Tôi xin không nhắc lại ở đây. Với trình độ và sự dày dàn của mình, 17 thành viên của hội đồng thẩm phán Chắc chắn phải thấy hết các vi phạm tố tụng bất thường của vụ án, nhưng thật bất ngờ, 17 vị lại giơ tay biểu quyết bảo dù có sai sót vi phạm tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án và sau đây là một số điểm mà cơ quan tố tụng đã vi phạm. Một, nhân chứng không có ai thấy hồ Duy Hải, hai, bằng chứng dấu vân tay và máu không phải là của hồ Duy Hải, ba, vật chứng, con dao và cái thớt dính đầy máu và dấu vân tay không phải là của hồ Duy Hải. 4. Không có bằng chứng, vật chứng, người chứng hoặc không có bất cứ chứng cứ gì. 5. Hung thủ thực sự ra tay rất tàn ác, đang sống ngoài vòng pháp luật, thực sự quá nguy hiểm. 6. Gần 13 năm trời tra tấn biệt giam, vô cớ thật là quá bất công. 7. 8 nhân chứng quan trọng trong vụ án này là các cán bộ cấp cao đã bị hung thủ ra tay thủ tiêu. 8. Nguyễn Mi So là nhân chứng quan trọng cuối cùng để biết được ai là Nguyễn Văn Nghị thật, chắc chắn sẽ bị hung thủ thủ tiêu. Chín phải thả Hồ Duy Hải ra ngay lập tức để an ủi gia đình bà ngoại quá già. Người dân Việt Nam sẽ bớt bức xúc và thêm lòng tin vào nền tư pháp của Việt Nam đang tốn lên từ ngày. Kính thưa quý khán giả, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là một băng đảng tội phạm trá hình và tòa án nhân dân tối cao là những tay sai đau phủ thủ thì làm gì có công lý cho người dân. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Đỗ Nga với tự đề cơ quan tư pháp, cơ quan điều tra và nội kinh hoàng cho dân. Khi trả lời báo chí bên lề cuộc họp quốc hội cách đây hơn 6 năm rưỡi là vào ngày 6 tháng 11 năm 2013, ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa 13 đã nói rằng, điều tra ở Việt Nam được coi là một trong những cơ quan điều tra giỏi nhất thế giới. Quá trình điều tra của Việt Nam rất nhanh, khóa trước tôi có đi cùng chủ nhiệm ủy ban tư pháp sang làm việc gần một tuần với fbi rõ ràng khả năng phá án của việt nam rất giỏi đặc biệt là các án về an ninh quốc gia về giết người cướp của bởi vì cuộc phòng chống tội phạm của chúng ta dựa vào nhân dân hết trích ở nước Hoa Kỳ, những tội phạm an ninh quốc gia là những kẻ khủng bố đánh bom tấn công vào những cơ quan của chính phủ hay các cơ sở dân sự đông người, biên dân. Lấy thí dụ như Timothy McVeigh, thủ phạm gài bom cho nổ tòa nhà liên bang ở tiểu bang Oklahoma vào tháng 4 năm 1995, hay là tổ chức Al-Qaeda tấn công nước Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 mà để điều tra những tội phạm loại này thì không thể dễ dàng và nhanh chóng được như ta biết nước hoa kỳ không bao giờ xem những người chỉ trích chính phủ là tội phạm an ninh quốc gia mà họ xem đó chỉ là quyền pháp định đối với tất cả mọi người dân mà thôi đó là quyền tự do ngôn luận trong khi đó ở việt nam nhà cầm quyền cộng sản lại xem những người thực hiện quyền tự do ngôn luận lại là những tội phạm đe dọa an ninh quốc gia, mà hầu hết những người chỉ trích nhà cầm quyền thì họ không xem mình là tội phạm nên họ không trốn. Vì lẽ đó, cơ quan điều tra Cộng sản Việt Nam mới bắt họ dễ như bắt cá trong chậu hay bắt chim trong lòng. Vậy thì làm sao mà Cộng sản lại không bắt tội phạm an ninh quốc gia nhanh chóng được? Nước Hoa Kỳ đã trải qua gần 250 năm có nền tư pháp độc lập và cũng ngần ấy năm cơ quan điều tra của họ làm nhiệm vụ điều tra để phục vụ quá trình xét xử như ta biết cơ quan điều tra thuộc hành pháp và cơ quan xét xử thuộc tư pháp hai cơ quan này làm việc độc lập và tất cả đều dựa trên tính nghiêm minh của luật pháp để thi hành về tính chất của tư pháp bất kỳ một hành động phạm pháp nào như ép cung hay dùng nhục hình thì nhân viên điều tra ấy sẽ phải trả giá bằng bản án. Người làm nghề điều tra ở Hoa Kỳ luôn làm việc với trạng thái trên đầu họ luôn có lưỡi dao tư pháp chức chờ bổ xuống nếu họ dám làm sai, nên họ không bao giờ làm bừa, làm ẩu hay xem thường luật pháp. Như ta biết, để thượng tôn pháp luật thì phải đặt tiêu chuẩn đúng tội mà không được dùng nhục hình hay ép cung. Chính vì vậy nên thời gian điều tra không thể nào điều tra nhanh nếu gặp vụ án phức tạp. Ngược lại, biết cơ quan điều tra của Hoa Kỳ là cơ quan điều tra của Việt Nam Cộng sản, chỉ chú trọng đến nhanh mà bỏ qua yếu tố đúng. Với cái cơ chế quái đảng của nhà cầm quyền cộng sản là khi điều tra nhanh thì kẻ điều tra có thể được thưởng nóng và có được thành tích tốt để thăng tiến sự nghiệp trong khi đó nếu như có gây tội ác vì dùng nhục hình thì chúng cũng được cấp trên che đậy bởi được hưởng quyền lợi đó mà hầu như mọi cảnh sát điều tra của cộng sản việt nam đều không ngờ ngại dùng biện pháp nhục hình ép cung để đạt được yếu tố nhanh trong việc điều tra của chúng đó là lý do tại sao dân chúng mới có câu công lý ở việt nam chỉ là một diễn viên hài còn nhớ vào ngày 19 tháng 3 năm 2015, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, trả lời trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng, trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014, tức gần 3 năm mà cả nước đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ hoặc tại trại tạm giam. Như vậy, Tính ra cứ mỗi năm ngày thì công an Việt Nam dùng nhục hình cho đến chết một người, một con số kinh khủng vì nó cho thấy Cộng sản Việt Nam vừa thiếu được huấn luyện chuyên môn mà vừa gian ác nữa. Và điều khiến cho người dân bất mãn, căm phẫn là khi công an, cảnh sát điều tra phạm tội ác giết người như vậy, nhưng hầu như không có được bao nhiêu kẻ bị truy tố cả tất cả tội ác của chúng đều quy kết do lỗi của người đã chết như nghi phạm tự treo cổ bằng dây thun lưng quần hay nghi phạm tự rút dây nịch thắt cổ vân vân đây là hình ảnh rất rõ nét nhất về phẩm chất điều tra của cảnh sát công an cộng sản việt nam bản chất của tư pháp và cơ quan điều tra là mang lại công lý và công bằng cho xã hội ấy vậy mà ở việt nam không phải thế tại việt nam Hai cơ quan này đã gây ra nỗi khiếp đảm với không biết bao nhiêu người dân thấp cổ bé họng. Vậy tư pháp và cơ quan điều tra của Việt Nam Cộng sản không những không mang đến công lý cho dân mà nó còn gây nên tội với đồng bào. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ở Việt Nam ai mới có thể mang lại công lý đến cho dân? Câu trả lời, chỉ có dân, chính dân mới có thể lên tiếng làm gì công lý nhưng mà không bao giờ toàn dân lên tiếng mà có công lý. Cũng lắm khi có dân lên tiếng, nhưng nhà cầm quyền vẫn phớt lờ. chẳng hạn vụ nhà cầm quyền giết người mà còn phanh thay ở đồng tâm mỹ đức hà nội là một thí dụ. và còn biết bao nhiêu thí dụ về những tù nhân lương tâm nữa. gần đây tại tòa án nhân dân tối cao ở hà nội đang xét xử giám đốc thẩm vấn vụ án hồ duy hải. Mặc dù bằng chứng vô tội của anh hải đầy đủ nhưng không ai dám chắc rằng người tử tù bị oan này được thoát án bởi lẽ tòa án này dựng lên là để làm nhiệm vụ chính trị cho đảng cộng sản chứ không phải mục đích là mang lại công bằng cho hồ duy hải do đó nguyễn hòa bình đang bị kẹt nếu ông bình tuyên bố hồ duy hải vô tội thì điều đó cũng đồng nghĩa là ông ta thừa nhận hệ thống tư pháp của việt nam là một hệ thống gây tội ác còn nếu giữ nguyên án nghĩa là ông đã cho dân thấy rằng đảng cộng sản việt nam không thèm lắng nghe dân chính vì nhiệm vụ của một phiên tòa là làm chính trị cho đảng nên không ai dám chắc anh hồ duy hải sẽ thoát tội dù là chứng cứ mười mươi rằng hồ duy hải vô tội biết làm sao bây giờ nhà cầm quyền cộng sản là thế nó như thế là do ta mà ra cả